Mình xin chào tất cả mọi người ha. Thì ai mỗi chúng ta thì cũng có một trong những trò chơi tuổi thơ, quay về ký ức tuổi thơ hả mọi người, phải không? Và dùng Cà Mau của mình thì trồng không gì ngoài đước hết trơn, đước với mắm rồi nè. Nói thế nào, thì hồi hai thập niên trước, hai thập kỷ trước thì người ta vẫn còn chơi những cái trò chơi như thế này. Và những cái đước này là những ký ức miền quê tuổi thơ của quê hương Cà Mau mình, nhưng nó đã bị lãng quên trong mọi ký ức của con người. Và hôm nay mấy bạn hãy cùng tìm hiểu cùng mình nha. Nè, ta bẻ mấy cái lá đước như thế này nè, người ta làm trò chơi đồ chơi nè mọi người. Rửa mấy cái lá dày dày một chút á. Nè, mấy lá gì nè. Đó. Mấy lá như thế này nè, một tay hơi khó làm ha. Mình bẻ nó, mình bẻ nó, bẻ cho nó ra hình vuông ha. Đó, về được nè ha, hơi méo một chút. Rồi nè, nhìn này nha, đó ra tích ngoài đó luôn đó. Đó, tốt ngoài đó luôn, hơi khó thấy. Rồi thì cái điện thoại kia bên cái kênh kia thì nó hư rồi hay mọi người, cái điện thoại nó hư rồi. Mình quay bên kênh Khánh An về lóc à, còn Khánh An 73 cái đó kênh của mình nữa ha. Nè, cái vừa hai đọt rồi đó, mình quay cho mọi người xem giờ nó gì nè. Ha, nhiều trò chơi lắm, kèn lá dừa nữa, mà ở đây không có ba cái dao kéo rồi, cho mình làm cho mọi người coi. Để mình làm thử nha. Đất nè, trái nè, những cái trái nó vẫn làm đồ chơi được ha. À, zoom lại cho mọi người coi nè, thấy cái vỏ nó trắng bóc nè, nó già mấy chục năm rồi, cây này trồng mấy chục năm rồi, lâu dữ. Thì mình quay điện thoại hơi rung mừng thông cảm ha. Đó, thì những cây đước này đã đồng hành cùng mình những thế hệ tuổi thơ, nhưng giờ nay những cái điện thoại thông minh, máy tính bảng nó đã ra đời, và những cái trò chơi này đã dần phai mờ trong ký ức của mỗi người dân chúng ta đấy. Bởi vậy mới nói rất là nhanh luôn á. Cây này đó mình có quay cho mọi người nè, con cây này đâu 3 năm, ba bốn năm vậy mới lớn nghe nè, cũng lâu lớn chứ không có mau mà nghe. Nhìn vậy thôi gốc nó không hết hả, nay cũng có mấy gốc nữa nè, thấy chưa. Mọi người đợi mình chút ha, mình đi lấy cây kéo, lấy cây kéo trong nhà. Cây kéo trong nhà đi kéo này cắt mấy cái lá dừa mọi người ơi. Phân tay một à, để cho mình tước nha. Đây, để thì mình quay lại cho mọi người xem cái kèn nó giờ như nè. Đây nha, mình bắt đầu từ cái chót lá này, bắt đầu mình quấn vô nè, xếp vô một vòng nhỏ này nha, xong rồi mình cứ xếp chồng lên như coi hình xoắn ốc vậy á đó. Đó, cứ xếp vậy đó mọi người.
Đấy, giờ sẽ ra được cái hình cây kèn nó vừa như thế này nè. Khá đẹp. Đâu giờ mình thổi thử nha. Cũng lớn đó. Vì những cây kèn này nhỏ thôi, 4 5 lớp lá, cả chục lớp lá trồng mà nó mới bự ra. Lớn ha. Rồi. Quá trời. Nhà mình thì đang xây dựng này kia rồi, nhiều thứ lộn xộn lắm. Hơi mệt chết luôn. Mình nhà của mình anh à. Mọi người đi làm hết trơn rồi, đâu có ai nhà đâu. Bởi vì hôm nay có mình ơi mình quay à, ít bữa nữa sẽ có nhiều người quay chung với mình. Mía nè ha, mình trồng hết á. Ra mấy móc vuông để ra nó quay cho mọi người xem. Cái ổi có con trái trời. Chờ ta móc nè, nó bên kia nó lỡ xuống, người xem kìa, bên kia lỡ xuống nó lỡ bờ xuống ha. Đó vậy là rất nguy hiểm luôn á, đắt móc lên con nó nứt nè. Vuông này của người ta chứ không phải của mình ha. Cây gừng nó quặt mẹ nó rồi. Đây có một loại trái cây tuổi thơ ở vùng quê mình trồng rất là nhiều. Đây nè, đây nha, trái ổi nha. Ơi thơm ngào ngạt luôn á, thơm dữ lắm luôn á, mà không biết ăn được không nữa. Đây một trái nữa rồi, để mẹ nó đi rồi mà mọi người ăn với mình ha. Ui trái ổi thúi mới đạp luôn, mời mọi người ăn chúng mình ha. Ngon ngọt sớt à. Sáng trưa ăn cơm đến trưa nhà bạn ngồi trời. Nè chùm ruột nè, chùm ruột hồi đó mình quay cho mọi người xem nó nè. Giờ trái nó đang ra bông, chưa có trái nha mọi người, trên dây rồi tùm lum hết chưa. Anh Cường lo ghen trà Vinh á, nói mình quay clip có 30 giây coi không đã đó, giờ coi đã chưa anh. Thì chỗ mình quê mình thì vậy ha, đa số người ta làm vuông rồi nè, quá trời nè, đứt bọng gì đây nè. Chưa mình tạo gì vô ngắn cho mọi người xem. Đây mình ơi chán chết luôn, không phải quay vlog như người ta vậy đâu, không phải mình quay để mình kiếm tiền đâu, quay cho vui vậy thôi. Mới đóng xong cái giáp nè thì cái cây đước thì người ta nè, mình có đốn cái cây kế bên đó là làm cột nhà rồi nè, rất là chắc chắn cứng đấy, gù ma pha rồi tùm lum hết trơn. Quay đục đầu mất tiêu. Này cái lò gàn mình ha, lò mình đút dao vô lò gàn nè, lò kia đem ngoài kia bỏ rồi. Nè cái nước đó là mình quay cho mọi người xem là nhớ không. Nè con chó nè. Ui ca đó mọi người, mình đang quay nó nhìn. Tân thần chỉ vậy thôi.
Rồi, chào tạm biệt mọi người nha. Chúc mọi người sức khỏe nha. Chúc mọi người buổi sáng đầy sức khỏe. Bữa nay mình ở nhà, bữa nay chủ nhật ha. Cho nên mình quay nhắc sáng này nè. Vậy thôi, bữa nay mình quay cho mọi người xem tiếp nha mọi người. Rồi, tạm biệt mọi người.